sáng cô có nói bốn điều bất khả của Phật, còn thiếu một điều. Thì thứ nhất là nhân quả ai nấy lãnh, chứ Phật không có lãnh dùm mình. Thì có thể giống như bây giờ con cái mà còn trẻ, còn nhỏ đó, mà con cái làm sai thì ba má sẽ chịu một phần trách nhiệm. Cũng giống như mấy em bé mà hồi nãy nó làm lên trên lầu, nó phá, nó nghịch quá, thì lát cô kiếm ba má nó mắng vốn, ba má nó phải đi dọn chiến trường của nó. Nhưng chỉ một lần, nhưng mà khi nó lớn rồi thì nó phải tự chịu trách nhiệm. Thật ra sự gia hộ, sự che chở của Phật và hạt Thiên Lâm Hộ Pháp là khi chúng ta còn sơ cơ. Nhưng mà không phải chúng ta cứ làm rồi chúng ta ý lại đổ cho Phật, đổ cho hàng hộ pháp Thiên Lâm lãnh nhiều không có đâu. Thành ra chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Điều thứ hai là trí tuệ không ai cho ai hết, mọi người đều sẵn có. Và giống như cái bóng đèn nó dơ, mọi người phải tự lau. Ánh đèn thì có sẵn rồi, mà lau thì lau cái bụi bên ngoài. Chúng ta khéo léo thì chúng ta phát huy được cái trí tuệ sẵn có của mình. Cái cách giúp là cha mẹ thầy bà sẽ giúp chúng ta đi học, nhưng mỗi người phải tự học, chứ không thể là xài bằng cấp giả, làm biếng mà đi mua bằng cấp giả được. Thì cái sự giác ngộ cũng vậy. Điều thứ ba nữa là Đức Phật cũng chỉ hóa độ những người có duyên, và những người không có duyên thì phải đợi cái duyên nó chín rồi mà có thể giúp đỡ được. Điều thứ tư là ngôn ngữ không thể diễn tả chân lý được. Pháp môn tu chỉ là một cái con đường, một cách để chúng ta bớt phiền não mà trí tuệ nó hiện bày. Chứ pháp môn không phải là cái cứu cánh, là giải thoát. Như thuốc, cách chữa bệnh không phải là trạng thái lành bệnh. Thành ra đừng chấp vào ngôn ngữ mà cho đó là cái cứu cánh của mình. Thì đó là bốn điều bất khả. Đây cái câu hỏi này là cô đọc nha. Con có câu hỏi nhờ sư cô giúp con. Khi mới tìm hiểu và học đạo, con thấy mình rất vui vì đã tìm được hướng đi cho mình, nên con lao vào tìm hiểu và học đạo. Sau một thời gian, con lại lo lắng vì thấy mình có quá nhiều lỗi và càng thấy người khác cũng lắm lỗi. Khi được sự dạy dỗ của thầy cô, nên con lại chuyển qua chăn trâu của mình, nhưng con lại cũng quá vất vả để canh chừng nó. Và con lại nghĩ mình đâu phải thánh nhân mà lại cầu toàn, nên con lại sanh luôn luôn. Vì vậy cô chỉ dẫn cho con một con đường để giúp mình vượt qua được cái tội dễ đầy. Những cái điều mà em Phật tử này trình bày thì ai cũng phải trải qua một lần hết. Thì cô nhớ là đi tu cũng giống như đi học vậy. Lúc đầu mình thấy nó dễ lắm, nhưng mà học vô học rồi mới thấy khó. Thật ra các thiền sư hay nói chưa, khi chưa học đạo thì núi sông là núi sông, học đạo rồi núi sông không phải là núi sông, nhưng mà ngộ đạo rồi núi sông trở lại là núi sông. Thì cô có thể mượn một cái bức thơ hay một cái lời trăn trối của một vị danh nhân ở bên này. Ông gửi cho người con của ông ở lại. Vị này có cô đọc cũng khá lâu rồi, cô chỉ nhớ đại khái thôi. Ông ấy là năm ta 20 tuổi, ta mang một cái ước vọng là cải sửa đổi cả thế giới này, sắp xếp lại trật tự và sửa đổi thế giới này theo ý mình. Nhưng đến 30 tuổi thì thấy cái ước mong đó nó quá cao, quá xa, không thực hiện được. Nên ta chỉ có cái ước mong là sửa đổi đất nước mình, sắp xếp lại trật tự theo ý mình. Tức là muốn mọi việc phải theo ý mình. Và từ cả thế giới vậy nó gom lại còn cái quốc gia mình thôi. Nhưng mà đến năm 40 tuổi thì ta mới thấy cái chuyện nó cũng khó thực hiện, cho nên ta thua gom lại là ta muốn sửa đổi cái xã hội mình đang sống theo ý của mình, tức là cải tổ xã hội. Đến năm 50 tuổi thì ta mới khám phá ra rằng điều cải tổ xã hội cũng khó quá, thành ra ta muốn cả gia đình ta đều phải sống theo ý ta, tức là sửa đổi gia đình mình theo ý mình. Tức là thay vì làm bá chủ, làm vua của thế giới thì họp lại làm vua của đất nước mình. Mà không ai bầu hết thì thôi mình làm vua của xã hội mình. Mà vua của xã hội mình cũng thất bại, mình làm vua của gia đình mình.
kiểu đó là vợ con phải theo ý mình. Năm nay ta 60 tuổi nằm trên giường bệnh, ta xin gửi một lời xin lỗi với vợ và các con. Và ta cảm nhận rằng cái người cần thay đổi sửa đổi đó là chính ta chứ không phải ai hết. Chính ta là người phải sửa đổi. Thành ra trong thời gian vừa qua ta làm khổ không biết bao nhiêu người vì cái tâm hướng ngoại, cứ muốn sắp xếp trật tự thế giới theo ý mình và ai cũng phải theo mình. Thành ra ở thế gian này 7 tỷ người thì có 7 tỷ ông vua. Các em có để ý không? Thì Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Khi Ngài sinh ra ở Hoàng Cung, đáng lẽ lớn lên nối ngôi vua, thì Ngài thấy thất bại, không thể sửa đổi một thế giới, một đất nước mà Ngài bắt đầu bằng nơi mình, sửa đổi nơi mình là tu tâm. Vậy cái câu của Ngài dạy là tâm bình, thế giới bình. Tâm, cái câu này Ngài dạy là, cô nhớ đọc trong cái chuyện mà Ngài Trì Địa Bồ Tát. Ông cụ này thì ông đi ra mà ông thấy đất đai mà không bằng phẳng thì ông không có đồng ý. Cho nên suốt ngày ông là ông đi san lấp đường, coi là trì địa, tức là san bằng đất đai gò nóng cho nó bằng phẳng. Cho đến khi mà ông gặp một vị thiền hữu tri thức chỉ dạy ông là tâm bình đi, thế giới sẽ bình. Cái người cần sửa đổi là mình. Đức Công Tử có nói là tu thân, tức là mình sửa cái thân mình trước, sau đó cái sự sửa đổi nó mới ảnh hưởng đến tề gia, tức là trong gia đình mình. Tề gia xong rồi mới trì quốc, rồi mới bình thiên hạ. Và thường thường mình hay bắt thiên hạ sống theo ý mình trước khi mà mình sửa đổi mình. Thật ra cô hồi xưa cô cũng có cái ước vọng to lớn giống như ông này là sửa đổi cả thế giới. Thật ra khi vô đi tu thì nó cũng rối loạn hết. Nên hồi xưa những vị hòa thượng mà chăn dắt những cái con trâu điên, tức là mới tu ở từng thời quý hòa thượng hay rên, tụi con tu bình thường cho thầy nhờ, tụi con tu nhiều kiểu sáng tác quá, thiên tài nó đụng nhau lổn cổn, không có sống chung với nhau. Nghĩa là mỗi người tu là một thế giới mà nó đụng nhau, mỗi người sáng tạo kiểu tu. Cho đến khi lớn lên từ từ thì mới công nhận là bình thường tâm là đạo. Thế cái tâm bình thường coi gì chứ nó khó, mà tâm bất thường thì mình cảm thấy mình dễ hơn. Bây giờ nếu mà mình quay sang coi trở lại tâm mình thì mình để ý, cô có thâu người đệ tử rồi cô gửi cho cô đó vô trong một dưới quý sư cô. Cô bị mắng vốn hoài, nó chị về chị dạy đệ tử chị đi, nó sân si quá, nó leo lên đầu thiên hạ ngồi hết. Thế cô gọi mắng vốn qua phone thì cô mới nói thế này: sao con biểu nó đừng sân si trong khi cô còn sân, phải không nè? Cái rồi người huynh đệ cô mới nói vậy là chỉ bắt cầu cho nó leo rồi. Thì cô mới nói không phải bắt cầu mà này là sự thật, đang cho tôi gặp đệ tử tôi chút coi. Cái cô gặp cô hỏi sao con sân si đến nỗi ta mắng vốn như vậy. Bây giờ thì có hai điều kiện: một là con đừng sân, con làm nổi không? Nói giờ không nổi. Hỏi mà khi cô sân thì con làm sao? Giờ cô đề nghị ha, một là con nhịn, hai là con làm tới bến đi, miệng con la, chân tay con quánh, con làm cho đã nư con, là sao mà khi hết cơn nư đó rồi thì con đi hốt hậu quả của chiến trường con để lại. Thế em nên nói dạ con hốt hoài. Nói con hốt kiểu nào? Nó con đi xin lỗi. Nói xin lỗi rồi sao đó sao? Nói dạ rồi con làm nữa tới muối mặt luôn. Thì thật sự ra trên con đường tu đạo mà chúng ta thấy trong bốn quả thinh văn á, tức là giai đoạn tu của Phật thời Phật, đệ tử thời Phật này chia ra bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kiến đạo, là thấy đường. Giống như từ đây ra Đao Thao các em biết đi đường nào. Nhưng mà có người chỉ em. Thì khi chỉ mà em vững niềm tin rồi đó, nhưng mà em vẫn đứng tại đây. Mà tùy theo cái khả năng từng người mà chúng ta đi, bao giờ để đến Đao Thao thì người đó mới tới đích. Thì con đường tu cũng vậy, kiến đạo là mới thấy đường. Thấy cái gì? Thấy sự thật là sự thật. Dứt nghi. Thì bây giờ cái quả gì mà dứt nghi đó, thì trong kinh mới nói người này còn 7 lần sinh tử ở cõi người nữa. Nhưng mà phải coi chừng cái số 7 với số 3 đó nè. Giống như ở quê cô mà tâm mời, ta nói à, mấy người hàng xóm mà gặp cô đi cái này, sư cô, vô nhà ăn 3 hộp cơm với sư cô. Thì không phải là vô mình đếm đúng 3 hộp, mà mình có thể ăn 3 tô. Quý vị hiểu chứ? Người Ấn Độ họ dùng số 7, giống như mình dùng số 3, ăn 3 hộp, ăn 3 miếng, đó nghĩa là ăn
có thể ăn nhiều hơn chút. Thì có nghĩa là người này còn luân tự, hồi sinh tự ở cõi người nhiều lần. Thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, người này không còn đọa tâm đồ nữa, tức là không rơi vào ba đường ác, nhưng mà còn luân hồi cõi người nhiều lần. Còn cái người mà chứng nghị quả thì người này còn luân hồi cõi người một lần thôi. Và người này mới giảm thiểu tham sân, giảm thôi chứ không có hết nha. Còn cái người mà dứt hẳn tham sân của cõi dục này thì người này không trở lại cõi người nữa. Thì người này sẽ đi lên cõi gọi là A-na-hàm thiên, cõi vô sắc đi tu tiếp. Và người dứt hẳn tham sân si, không còn phiền não, người là chứng A-la-hán, họ không còn tái sinh nữa. Tại bây giờ mình mới vô học đạo mà mình muốn nhào một lèo đi qua đến mà vô sinh nữa thì người này phải gặp Phật ạ. Thời xưa có những vị mà có một chú Sa Di, chú vô chú tô năm bảy tuổi, vừa gặp Phật mà cạo bốn nhát tóc đầu, bốn nhát lắc tóc, tức là giá kéo đó, bốn nhát đầu tiên là thầy chứng bốn quả, chứng luôn tới A-la-hán. Nhưng mà đây là một vị tái sinh. Còn cái vị mà chứng tam quả là hoàng hậu Khờ Ma đó, vợ Vua Tăng Bà Sa La, hoàng phi Vua Tăng Bà Sa La, thì đến gặp Phật nghe pháp bà chứng liền ba quả. Và do chứng đến tam quả cho nên bà không thể trở về làm hoàng hậu nữa. Thì cái người này không còn dục nhiễm ở cõi dục giới nữa. Thành ra bà chỉ có hai con đường, một là bỏ thân này để lên cõi trời A-na-hàm thiên, hai là bà xuất gia tu đạo. Và cuối cùng nhà vua chọn con đường là bà xuất gia tu đạo. Bà là trí tuệ đệ nhất trong Ni Đà. Thì vị này không phải tu một đời mà là tái sinh trở lại thôi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra bây giờ mình tu mà đốt giai đoạn vừa vô tu cái làm hết trơn phiền não thì coi chừng chết liền á. Chỉ hết phiền não cõi dục đã là không trở lại rồi, mà vị này làm một lèo bốn quả là coi chừng đột quỵ liền ngay lập tức. Còn giả sử như mà chuyện đâu còn đó thì phải bảo đảm mình sống dai lắm, sống tới 7-8 đời nữa rồi. Các em rõ điều này chứ? Thì bây giờ cái vị trí kiến đạo là ngày ngày A Nan chứng nè, ngày Xá Lợi Phất này, một những người đệ tử Phật tăng hay tục đầu tiên gặp Phật nghe pháp mà được chứng quả này là người này vững niềm tin không còn ở trong luân hồi sinh tử ở cõi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì giờ cô đưa dùng một thí dụ để chỉ cho quý vị biết vị trí của người này. Cô đọc cái thí dụ là trong chuyện trong kinh có kể, nó là có ông Bà La Môn, ông đi ra chợ, ông mua con dê về để tế thần. Thì ông đi như vậy thì trên đường dắt con dê về, ông mua con dê mập mạp để về mà tế thần, cũng giống như mình cúng heo vậy đó. Thì bên này họ cúng dê. Thì đầu tiên qua một khu phố gặp một chàng thanh niên mi thanh mục tú trẻ tuổi. Chàng này mới nói: thưa cụ, đạo sĩ khả kính, tại sao sáng mày cụ dắt chó đi chơi khó coi vậy? Thì Bà La Môn họ không thích chó. Thành nghe nói ông giận, ông run hết. Ông chửi, ông nói là có đuôi hay không mà nói là tao dắt chó. Thành ra sau đó ông đi qua khu phố thứ hai, lại gặp một chàng thanh niên trẻ tuổi đó, nói: thưa cụ, cụ mua con chó này bao nhiêu mà cụ thương mến dữ vậy? Thì ông cũng phản đối, nhưng mà nhẹ hơn hồi nãy một chút. Qua khu phố thứ ba, khi có một chàng thanh niên ra gọi con dê là con chó, thì ông bắt đầu hoài nghi. Ông dòm tới dòm lui, ông thấy rõ ràng là con dê. Mình ghéo nó kêu be be, mình rờ rõ ràng con dê, tại sao ba thằng thanh niên gọi là con chó? Cho nên qua khu phố thứ tư, đến người thứ tư gọi con dê là con chó, thì ông nó thôi thế rồi, bữa nay chắc mình điên rồi, hay mình bị Alzheimer gì đó rồi, tự nhiên con dê quá thành con chó quá thành con dê. Cho nên ông bỏ con dê. Từ đó ông gặp con chó thì ông hỏi: không biết con này là có phải con dê không? Ông gặp con dê, ông hỏi con này có phải con chó không? Và ông bắt đầu ông bấn loạn. Dù mắt thấy tai nghe rõ ràng, nhưng mà ông không tin nữa ông nữa. Cho đến khi ông gặp một vị đạo sĩ mà ông biết là không bao giờ dối trá. Vị này rất có đạo đức. Ông đến ông trình bày, ông nói tại sao mà tự nhiên đầu năm tới nay dê với chó đối với con dồn nó lẫn lộn quá. Con thấy là con dê thì người ta nói là con chó. Con dồn con chó thì con nghi không biết phải con dê không. Thì ông đạo sĩ hỏi đầu đuôi, ông nói có gì đâu, bốn tên thanh niên đó nó muốn làm lẩu dê mà nó không muốn tốn tiền, thì nó đứng ra ác như vậy cho nên nó kêu con dê là con chó. Ông thả nó bắt nó nhậu rồi,
Thì ông già ông nói từ nay về sau không ai gạt tôi được nữa, con dê là con dê. Chúng ta cũng vậy, mình biết giá trị con người không nằm ở dòng họ, không nằm ở tiền bạc, không nằm ở nhan sắc, cái nết đấng chết cái đẹp, phải không nè? Cái đồng tiền không làm nên nhân cách con người, nhưng mà thiên hạ chung quanh họ, họ thi hoa hậu nè, họ trọng người có tiền nè, họ đeo hộp xoàn bự hơn mình nè, phải không nè? Rồi họ trọng bằng cấp nè, cái bắt đầu mình nó hình như mình ngu, phải không nè? Rồi thí dụ đi ngang thấy người ta bỏ rớt tiền mà mình không lượm, hình như người ta cũng chửi mình ngu. Thì đã bắt đầu chúng ta lẫn lộn hết những giá trị đạo đức đối với chúng ta, lẫn lộn hết. Cô có động cũng chuyện mà có sau 75 có anh chàng đó, anh viết cũng chuyện cô không biết thật hay hư. Anh ta nói là từ nhỏ vô trong lớp học thì thầy giáo nói là không tham là quý, không phải của mình thì đừng lấy. Ba má cũng dạy điều đó, trong chùa cũng dạy điều đó, phải không nè? Của mình giữ còn khó, huống chi là tham lam. Cho nên sau đó anh chàng lại giữ kho, và anh ta khám phá cái kho anh ta giữ nó có là 10 lượng vàng. Mà lúc đó em biết sao 75 là 10 lượng vàng nó quý dữ lắm. Cho nên khi mà thấy rõ 10 lượng vàng không phải của mình thì anh ta báo cáo lên ông thủ trưởng, nói tôi lụm được cái gói trong kho của mình nó là 10 lượng vàng. Thì cái chuyện đó bình thường, mình đã được học được dạy là đừng tham, của không phải của mình thì mình báo cáo lên để nhà nước xử lý. Nhưng mà chiều hôm đó anh ta về thì thấy ba anh ta dòm anh thở dài, mẹ cũng thở dài. Rồi sau cuối cùng thở dài thở ngắn xong thì cha anh mới nói là, trời ơi chưa thấy ai ngu như thằng con mình. Mình đi mướn cái xe xích lô mình đạp mỗi ngày, chỉ cần chỉ vàng là mình mua được chiếc xe, mà bây giờ nó mờ lẫn vàng mà nó không nhín lại cho mình một lượng, nó đem nó nộp hết, sao mà nó ngu dữ vậy con. Đó là ông cha. Rồi đến bà mẹ ông, bà cũng than, bà thở dài than ngắn. Ta má thì chạy gạo từng lon, mà phải mà nó nhín chừng một cây vàng, nó nộp 9 cây thì nó cũng như con người ta, có đâu mà đem nộp hết. Rồi người yêu anh ta cũng bắt đầu chì chí, mình không có cái đám cưới phải chi mà nhín lại một lượng vàng. Rồi tới bạn bè anh ta cũng trách, rồi tới là những người trong sở làm cũng trách, ngu quá, của nhà nước mắc gì phải nộp. Rồi anh ta ai cũng chửi mình ngu hết. Rồi sau xảy thời gian một tuần người ta chỉ ngu, là bây giờ người ta gặp anh ta mới bắt đầu khen. Ông cha ông nói công nhận con mình khôn thiệt, nó nộp 10 cây vàng thì ít ra chắc nó cũng chừa 20 cây trở lại. Đó, con nay không ai để ý, con đưa 3 cây coi. Rồi má bà mẹ con nói công nhận không có ai tính toán bằng con nha, nếu con nộp 10 cây chắc con cũng nhiếm định 100 hả con, thôi đưa đây má cắt cho. Rồi người yêu anh, rồi bạn bè gần xa là bắt đầu đi tới dây tiền. Mà anh nói anh không có, tại vì tôi học cái bài học giáo dục công dân là không tham, ba tôi dạy không tham, trong chùa dạy không tham, bây giờ tôi không tham, tôi không có giữ đồng nào hết. Nhưng mà thiên hạ cứ tới nói hoài riết, anh ta mới vô nhà thân điên, anh ta tị nạn, rồi anh ta điên luôn. Các em để ý điều này. Rồi sáng cô nói với các em chỉ có hai điều cần thiết mà Phật dạy, đó là giới hạnh và trí tuệ. Mà các em thử giữ giới coi, người ta có nói mình khùng không? Người ta có nói con dê là con chó không? Đúng không nè? Rồi thử mình đem cái mặt mộc của mình đi ra đi đám cưới, người ta có nói mình kỳ cục không? Anh để ý coi, thành ra tất cả mọi người, 4 tên thanh niên kêu con dê là con chó thì mình đã thấy mình loạn trí rồi. Huống chi 7 tỷ người trên thế gian này họ nói phải đẹp, phải giàu, phải sang, phải giỏi. Mình loạn hết rồi. Cuối cùng mình phải đi đến với Phật, thưa Phật, giá trị của chúng con nằm ở đâu? Thì Phật mới nói thế này, cả thế gian này xứng quyền rủa con đọa địa ngục, con cũng không đọa. Mà chính hành vi xấu và tốt con định cho con cái chỗ tái sinh. Cả thế gian này khen con cũng chưa chắc con lên thiên đàng nếu con làm việc xấu. Đúng không nè? Con đổ dầu trên mặt nước mà con quyền rủa nó chìm, nó không chìm thì tỷ trọng nó nhẹ hơn. Con quăng một cục đá xuống dưới sông rồi con cầu nguyện cho nó nổi không được, con ơi vì nó nặng quá. Chính hành vi tốt xấu con định cho con cái đời sống hạnh phúc hay là đau khổ. Thì những niềm tin có nghĩa là con dê tôi thấy ban sơ là con dê, không ai gạt tôi được hết. Các em có để ý điều này không? Mà mình ngộ lắm, mình làm mà phải khen mình mới làm, không khen mình không làm. Như cái ngày cô xuất gia đó, là chung quanh là ta đánh khánh và khen thế này, thiện tai
lành thai cô gái tốt, biết đời là vô thường, phải không nào? Bỏ thế gian để hướng về niết bàn, thủ hình tức là giữ cái chí nguyện của mình, cho nên hủy giữ khí tiết mà bỏ cái nhan sắc, bỏ tóc tai bên ngoài đi. Xuất gia hoằng đại đạo, thề độ nhất thiết nhân. Nhưng mà khen có ngày à, có một chút xíu xong rồi ba má bỏ mình về ở trong chùa vũa mình te tu luôn. Phải mà mỗi ngày mỗi khen là cô là mình tu nó dễ, em dễ. Rồi ba má cũng vậy, nó dạy con là không có khen, chê không à. Mà bạn bè khen, thầy nào mình chuyên môn mình đi kiếm mấy quân sư là ta không nhóm bạn học của mình á. Là đó do mà chúng ta chết vì lời khen tiếng chê. Ai cũng sợ lửa nhưng mà ít có chết cháy, mà thích nước cho nên chết đuối nhiều lắm. Thì cho nên khi mà học đạo đó, thì cái khổ đầu tiên của một người học đạo, hồi đó cô đi tu, khi bắt đầu chăn trâu thì cô thưa với hòa thượng với con, sao càng ngày càng tu con càng thấy còn tệ hơn. Hồi xưa chưa tu á thì con rất là hãnh diện, là con có hiếu hơn chị con dễ dạy hơn những người trong nhà. Mà giờ càng tu con càng khám phá ra con xấu quá, xấu đến nỗi con không biết cất con ở đâu, giấu con ở đâu được. Thì hòa thượng mới nói thế này: cái bàn tay con có chỉ tay từ xưa mà con không thấy, bữa nay con thấy chỉ tay rõ mồn một, càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, sao con không nhận rõ đó là mắt con đã sáng? Cái tiếng đồng hồ đó ban ngày không nghe mà ban đêm nghe, không phải là tự nhiên mà vì ban ngày nó ồn quá, ban đêm nó lặng. Cho nên khi thấy rõ được những cái tật xấu của mình, có nghĩa là bắt đầu của trí tuệ. Em nhớ điều này. Nhưng mà thường thường thấy cái xấu mình quê quá, cho nên mình quản và mình tìm cách đổ thừa và đem giấu đi. Nên cái lối tu mà thường thường mà thích nhất là đi nhập thất. Nhập thất có nghĩa là trốn ở chỗ nào đó, rồi đến khi mà phải ló đầu ra thì mình lựa một cái gì thiệt đẹp á, mình từ từ mình đi ra mình trình diễn cho người ta coi, mà rủi ló ra tánh xấu mình đem mình giấu đi, thì đó không phải là cái tu. Và tu ở đây là phải nhìn rõ tất cả hành tung của bản ngã mình. Thì cái đó trong nhà Phật gọi là như nhau dọc mũi ngang mày, ai cũng lỗ mũi nằm dọc, chân mày nằm ngang hết. Chứ mà bây giờ có lỗ mũi cô nó nằm dọc mà chân mày cô nó đứng vậy thì coi là dị dạng rồi, ai sao tôi vậy? Cái nhớ được tâm vương. Cho nên nói nghiên cứu về tâm lý học Phật giáo thì tâm vương tâm sở giống nhau, ai cũng có bao nhiêu đó thôi. Người làm xấu và người nói xấu khác nhau có cơ hội, giống hệt nhau à. Đó là tâm bình thường. Em rõ không? Như hồi sớm mai cô nói là một người mà cái bàn đem tay bằng tay mặt đánh bằng tay trái thì bàn tay nào bị thương thì anh ta cũng phải đi nhà thương để băng bột hết. Thì dùng cái xấu tốt để đánh cái xấu thì cái đó xấu cũng do mình mà ra, tốt cũng do mình mà ra. Mà phải thấy rõ xấu và tốt đây là những ảo ảnh, những giai đoạn tạm thời của tâm. Cái gì có đến rồi có đi. Bây giờ cô quay lại trở lại là cái chỗ mà thất xứ trưng tâm của Ngài A Nan. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan ngài đi ra ngoài và bị sa vào lưới tình, bị bà mang và bà bắt nhốt. Nhờ Ngài Văn Thù ngài cứu về thì ngài mới gặp Phật, ngài khóc. Ngài nói con tưởng đâu con là em cưng của Phật, kế bên làm thị giả thân cận, con cũng giữ giới luật đầy đủ. Vậy mà hôm nay con ra con gặp cô Ba Đăng Già, cô hốt con vô nhà, mai không là tiêu tan rồi hết sự nghiệp tu trì. Và ngài khóc trong đó kinh Lăng Nghiêm không biết bao nhiêu lần. Thì Phật mới nói là đánh giặc phải đánh tận gốc. Bây giờ Như Lai hỏi ông phải nói thiệt. Như vậy thì lý do nào ông phát tâm xuất gia? Như nguyên do nào quý vị phát tâm đi chùa? Lý do nào con phát tâm học đạo? Phải không nào? Thì khi đó Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, con phát tâm xuất gia là vì con thấy Đức Phật quá sức là đẹp trai, tướng hảo vô cùng, và con suy ra cái tướng này không phải do ái dục mà sinh, tức là hâm mộ Đức Phật đẹp quá mà đi tu. Và cái tướng đẹp nó mới là tướng của một cái gợi dục của người phàm phu. Mình thấy đẹp trai cũng có lợi thế ha, vô chùa thấy một quý cô quý thầy đẹp mình cũng phát tâm ha, hơn là thấy mấy người xấu vậy. Con nghĩ mà thầy cỡ thầy Pháp Hòa mà mang cái mặt giống cô chắc cũng ế à. Ít có người nghe ha. Em đếm nè, thầy vừa ăn nói dịu dàng vừa mặt mũi dễ coi nữa ha. Thì Đức Phật của mình huống chi. Cho nên Ngài A Nan đại biểu cho chúng sinh thấy Phật quá tướng hảo đẹp quá đi, cho nên phát tâm.
Thì Phật nói như vậy thì khi ông thấy tôi Như Lai tướng hảo đẹp, ông phát tâm, ông lấy cái gì để thấy? Ngài Na nói dạ con lấy mắt thấy. Hỏi lấy cái gì để suy gẫm? Nói dạ con lấy cái tâm. Phật hỏi mắt đâu? Ngài nói mắt ở dưới chân mày nè. Phật hỏi cái tâm ở đâu? Thì Ngài mới nói dạ cái tâm ở trong thân con. Thì Phật mới hỏi giả sử như ông ở trong cái giảng đường này, phải không nè, ông có biết rõ những cái gì trong giảng đường không? Dạ biết. Thì Ngài hỏi như vậy thì cái tâm ở trong thân ông á, vậy nó có thấy rõ ruột gan phèo phổi không? Ngài nói dạ không thấy. Ngài nói như vậy thì tâm mà ở trong thân ông nó thấy rõ mạch máu ruột gan phèo phổi trong tâm, nó không biết, vậy là nó phải ở trong. Thì nghe nói vậy Ngài nói dạ vậy chắc nó ở bên ngoài rồi. Phật nói nếu nó ở bên ngoài á thì một người bên ngoài, phải không nè, thì thân và tâm đâu có dính dáng nhau, thì sao mà thân mắt thấy mà tâm biết được? Thì khi đó Ngài nói à như vậy con khám phá rồi, nó nằm ở chặng giữa. Thì phải hỏi chặng giữa kiểu nào? Thì Ngài mới nói là giống như là con mắt, như mắt cô bằng kiến, phải không nè, con mắt mà thấy là cái con mắt, mắt mà thấy là cái tâm biết liền, chắc là cái tâm con nó núp sau con mắt. Thì Phật nói nếu nó núp giống như là con mắt mà cô dòm qua cái kiến á, như vậy nó có thấy con mắt không? Cái tâm có thấy không? Trước khi nó thấy bên ngoài nó phải thấy con mắt. Ngài nói dạ không thấy. Rồi Phật hỏi tới hỏi lui, cái Ngài mới nói bạch Thế Tôn, Ngài khóc lần nữa. Hồi giờ con theo Phật, con học đạo, con làm thị giả, con được Thế Tôn khen ngợi là do con có tâm. Mà bữa nay Như Lai truy một lát là con mất tiêu tâm rồi. Thì khi đó Đức Phật mới chỉ cho phân rõ chân và vọng tâm. Phật mới sai Ngài A Nan, Ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông, đánh cái bon xong cái Ngài hỏi nghe không? Ngài nói nghe. Hỏi bây giờ tiếng chuông lạnh rồi hỏi nghe không? Ngài nói không nghe. Phật nói sai rồi. Tiếng chuông có cất lên và có tắt đi, nhưng mà cái tánh nghe của ông không tắt. Cho nên ngoài cái tiếng chuông ông còn nghe đủ thứ tiếng mà, phải không nào? Như vậy thì cái tánh nghe thường hằng, còn cái thinh trầm là tiếng chuông nó có tắt có dứt. Rồi Phật mới là chỉ một cái điểm sáng á, cái nhà nó dột có cái tia sáng nó chiếu vô thì thấy những cái hạt bụi nó lay động. Hạt bụi thì lay động mà cái hư không thì bất động. Như vậy thì trong cái gì mà bất động, cái gì thường hằng, cái đó mới là chủ, còn cái có đến có đi cái đó là khách. Chẳng hạn như quý vị đi tới chùa này, thấy cái người nào thường ở đây thì vị đó là chủ. Còn người mà đi tới đi lui thì đó là khách. Thì ngày hôm nay mình rất là đông, thí dụ mình 70 người, không phải ai sai mình cũng làm. Cái người có chủ quyền ở đây sai mình mới làm. Các em hiểu chứ? Như vậy thì ở trong chúng ta cái gì mà bất động, cái gì mà không đến không đi, cái đó mới là chủ. Như vậy thì những tâm niệm là sân, từ bi hỷ xả, những tâm tham, tâm sân, tâm si có đến và có đi, cái đó chỉ là trần phiền não. Còn cái biết là cái thường hằng, cái đó khi tâm tham biết là tham, khi tâm sân biết là sân, cái biết đó mới là ông chủ. Như vậy mà mình chim môn mình nhận cái khách, nhận vật làm con. Ví dụ như 70 người hiện như nơi đây mà có người kêu cô xuống xúc gạo nấu cơm đi, cái cô lật đặt cô xúc gạo nấu cơm, hỏi ai sai? Nó có người sai, hỏi người đó đâu? Nó tôi không biết, hả, cổ sai là tôi làm. Nhưng mà người đó phải là chủ ở đây hay không? Và người chủ đó, người có chủ quyền nơi đây lớn, mình mới sai mới làm. Chứ không lẽ bất cứ ai sai mình cũng làm, cái đó gọi là mấy bà liệu á. Cái gì hiểu chứ? Như vậy thì khi chúng ta sân, chúng ta muốn kiểu khác. Khi chúng ta bi, chúng ta làm một kiểu khác. Mà những cái tâm nó điều động mình, cái đó là đi theo luân hồi sinh tử. Mà khi cái tâm mình nó lặng xuống, mà lúc đó cái quyết định sẽ rõ ràng. Thì cô tóm lại tất cả những pháp môn tu của nhà Phật có thể gọi gọn trong có 3 điều thôi: giới, định và huệ. Thì cái lời cuối cùng của Ngài A Nan, của Ngài Thiền Sư Hư Vân đó, là thầy của Hòa Thượng Tuyên Hóa và rất nhiều vị cao tăng hiện đại đó. Thì khi mà Ngài sắp tịch, đệ tử xin nói một câu mà tóm tắt hết tất cả yếu chỉ của Phật Pháp và yếu chỉ của người tu. Thì Ngài nói thế này: khi nào lòng con dấn tham sân si thì ngay đó là giới, định, huệ. Em hiểu chứ? Giới là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Định là sự bình tĩnh, huệ là sự sáng suốt. Khi trong lòng em bình tĩnh, lúc đó em rất sáng suốt, và em biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mà em mất bình tĩnh một cái,
hết sáng suốt, lúc đó là lầm bậy và nói bậy. Thì cái pháp môn tu nhà Phật là làm sao phục hồi sự bình tĩnh này. Bình tĩnh đó là định, sáng suốt đó là huệ. Thì khi lòng em rối loạn thì em chỉ, nếu em tu thiền thì em chỉ ghi nhận nè, một tâm sự tán loạn vừa khởi trong tôi, hay là đang buồn ngủ, một sự hôn trầm vừa khởi trong tôi, một sự nóng giận vừa khởi trong tôi. Thì khi như vậy mà mình tỉnh giác như vậy thì cái tỉnh giác đó gọi là định. Em hiểu chứ? Còn giả sử như hoặc là mình cột vào hơi thở, nhìn thở ra, nhìn thở vô để tái lập sự bình tĩnh đó. Còn người tu niệm Phật thì dùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 10 niệm liên tục, tâm sẽ bình lặng lại. Bình lặng rồi thì trí tuệ nó sáng suốt, lúc đó nên làm hay là không nên làm. Em hiểu chứ? Đó là cái cách để tu. Thì người tu thoại đầu, người tu trì chú, người tu tụng kinh cũng là áp dụng những cái đó. Tại cái huệ giác có sẵn, nhưng mà tâm tán loạn mất bình tĩnh là nó mờ đi. Nên lúc ông thân cô mất, cô nhớ là khi ông mất rồi thì lòng cô bấn loạn, nhưng mà tôi nói bây giờ mình không có khóc để ở lo cho ba mình ra. Lo đám tang rồi thì tới mở cửa mã, rồi tới cúng thất. Cho đến xong 21 ngày con nay mình nói bữa nay mới rảnh á, rảnh đi khóc. Phải không à? Rồi con ngồi con mới nghĩ bây giờ khóc thì phải cởi, mới có trớn khóc chứ không tự nhiên khóc hả? Thì bà chị cô bà kể trước, bà ngồi bà trời ơi mình mù câu ba cha rồi. Thì cô nói để chị để em kể cho. Tội nghiệp với thân tôi 60 tuổi mù câu cha, nghe vô duyên lắm chị. 3 tuổi hình mới lọt lòng mù câu cha, đến này 60 tuổi rồi. Cái chị cười, cái em đi không? Chứ là chúng ta phải dồn những cái bất hạnh mà dồn cho đến nó cùng cực lên mình mới thành khóc. Cho nên lúc cô nhớ là mẹ cô mất cô còn rất trẻ, còn nhỏ thì chưa có kịp buồn, đây thấy nít mà đâu có biết là buồn sao. Nhưng mà người xung quanh mình là tại sao mày không khóc, cái cô quản không, mình không hiểu tại sao phải khóc, má mày mất mày phải khóc. Em mốt ba mày nó dẫn vợ nhỏ gì nó quánh cho phù mỏ, thôi cô sợ phù mỏ cô ra gào lên cô khóc. Nhưng mà cái người bà con đó đi xong là cô nhảy ra cô chơi cò cò. Nhưng một lát nữa bà chú lại, ông chú lại hỏi tại sao mày buồn, không buồn, cái cô quản lên là mình phải buồn. Là buồn sao? Mày mất mẹ sớm là mày phải buồn, mày có biết vết con mày rồi không? Cái bà ông ho hăm một chút xíu cái cô buồn, nhưng mà ổng vừa đi xong cô ra cô chơi tạc lon tí. Cái em biết con nít đó cái tâm hỷ tâm xã nó rất mạnh, vừa đánh nó xong nước mắt còn đó nó gặp chuyện vui nó cười, nó xả hết những cái buồn. Còn mình nó làm gom lại. Cho nên mấy người khóc mướn á, ở Việt Nam có mấy cái đám tang mà không có ai khóc người ta mướn, thì họ khóc vậy nè: ơi cha ơi mẹ của người ta ơi, có nghĩa là kể rồi họ khóc. Như vậy thì những cái buồn chúng ta phải nuôi, cái người đó mới. Thí dụ như bữa nay em nấu la ngô nó mặn ha, cô không có ăn, cô không biết mặn hay ngọt. Nhưng mà một người nói thì mình còn chịu được, mà người thứ hai, người thứ ba tới người thứ năm chịu hết nổi, mốt không thèm nấu nữa, cho nhịn khỏi chê. Em có để ý không? Như vậy thì những cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nó mới trở thành một cơn phiền não. Chứ con nít thôi, mình con nít á, bị đòn nó sáng sao ngủ lại là quên. Mình hứa mình xin lỗi ngày mai con không làm nữa, nhưng mà mai mình làm nữa tại mình quên. Chứ em có nhớ không? Cái tâm xả nó rất là mạnh. Thì bây giờ tại sao mình không quay trở lại xả như vậy? Những cái quá khứ qua rồi buông đi. Hội hòa thượng hay rầy mấy cô hòa thượng mới giả sử con gánh một gánh nặng, thầy quắt lại thầy gửi thêm thì con than. Này con than thì thầy biểu buông đi thì thả xuống. Mà thả mà nếu người lực lượng mạnh chỉ cần biết là buông là xong rồi. Thầy nghe bố đệ ai hòa thượng đó có cái túi. Đi ra người ta hỏi đại ý Phật pháp là gì, ông buông cái túi xuống. Tức là một cái xả. Thế là ngày gọi là hỷ xả, lấy cái ngày mùng 1 đầu năm là cái ngày vía của ngài. Xả cho nên ngày mới hoan hỷ vui vẻ, giác cái túi giải đó là bố đại hòa thượng là hóa thân của Đức Di Lặc. Thì chúng ta tu là buông đi, mà buông không nổi thì phải dùng một cái gì đó để quét những cái phiền não mình, thì đó là câu niệm Phật, là cột vào hơi thở. Các em rõ không này? Thành ra cái tu đầu tiên là đoạt nhân bất đoạt cảnh, chỉ lo trong tâm mình thôi. Còn bên ngoài thì khi bằng thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, đã cái con trâu mình nó
chăng không nổi mình đi chăng giùm ta, mình thuộc về loại lo đời rồi đó. Các em hiểu không nè? Thành ra thì tâm bình thế giới sẽ bình. Thì nó Đức Phật, ngày rồi mà Đức Phật xuất hiện là giữa 62 tà kiến, một mình ngài mà ngài trụ vững gọi là điều ngự sư, cái người điều phục tâm mình rồi. Thắng một vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Mà khi ngài đã tự thắng lấy mình rồi thì ngài mới làm thầy của thiên hạ. Cho nên như ngài, người đệ tử của ngài, Đức Phật là vị đạo sư trẻ nhất trong thời đó, mới hơn 30 tuổi. Trong khi ngài Ca Diếp, cái nhóm U Lâu Tần Loa Ca Diếp là 1.000 vị bái hỏa, là điều là 80 tới cả 100 rồi. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Ngục Kiền Liên cũng lớn tuổi hơn ngài. Ngài Kiều Trần Như đó là có mặt trong cái lúc mà Đức Phật sơ sinh mà, đoán tướng mà. Nhưng mà chỉ cần hàng phục tâm mình thì ngài đủ sức để mà làm thầy những gì đó rồi. Như vậy thì chúng ta cần cái yếu tố gì để chúng ta tu đây? Thì cô quan sát, cô thấy có hai người thuyết pháp mà cô ngạc nhiên nhất. Thứ nhất là Phật. Ví dụ cho cô ngày hôm nay cô đến đây là do sư em ở đây giới thiệu cô, mấy vị mới nghe chứ. Chứ thật sự cũng đâu biết cô là người nào. Thì sư em mới khen cô rồi nói về lý lịch của cô rồi mời quý vị đến đây cô mới thuyết giảng. Nhưng mà khi Đức Phật thành đạo thì ai là cái người đứng ra giới thiệu, làm MC nữa là hôm nay có Đức Phật ra đời, ai mà tin. Thật ra khi Đức Phật ra xuất hiện rồi thì chư thiên có thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà cái người nghe phải là người trần gian. Thì Đức Phật nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như, là năm người cùng tu với mình ở khổ hành lâm. Và Đức Phật vừa đến đó bìa rừng là năm ông này có một cuộc họp khẩn cấp rồi. Và họ mới nói thế này, đó, ông Cồ Đàm đang tới. Ông chỉ được cái đẹp trai ăn nói dịu dàng chứ ông thối tâm rồi. Hôm trước là ông đã uống bát sữa rồi ông đi tách riêng rồi. Tức là tu theo họ phải là khổ hạnh. Mà bây giờ Đức Phật không nhịn đói để uống sữa cũng như là phá giới rồi. Như vậy thì ổng tới đây mình đừng nói chuyện, mình đừng giao tiếp, cho ổng biết mà ổng cải tà quy chánh chứ. Tu khổ hạnh 6 năm bây giờ tiêu, uống miếng bát sữa tiêu rồi. Nhưng mà khi cái phong thái của Phật đi đến gần thì tự nhiên họ quên cái lời giao ước mới vừa họp khẩn hồi nãy. Người cải tòa, người múc nước cho ngày rửa chân, người múc nước cho ngày dùng. Xong rồi họ ngồi nhưng mà không thèm nói chuyện. Thì Đức Phật chỉ nói thế này, đây là pháp Như Lai đã thấy, đã biết, đã chứng, nên chỉ lại cho các ông. Thì dĩ nhiên năm ông đã hoài nghi. Thì Phật mới hỏi nè, này Kiều Trần Như, ông đã có mặt trong ngày đón tướng Như Lai mới sinh 7 bữa, thì từ ngày đó đến bây giờ có bao giờ ông thấy Như Lai nói dối không? Thì ngài Kiều Trần Như xác định là Phật chưa bao giờ nói dối. Thì Đức Phật nói Như Lai dùng lời chân thật nói cho ông biết, đây là pháp Như Lai đã thấy, đã biết, đã chứng, xin chỉ lại cho ông. Khi đó người ta tin, vì Đức Phật không bao giờ nói dối. Cái gì để ý luôn này, trực tâm là đạo tràng, tịnh tâm là đạo tràng, chân tâm là đạo tràng. Cái người mà nói lời chân thật á, thì cái lời đó nó có sức mạnh. Cũng như ông đạo sĩ mà xác nhận con dê là con dê, vì ông là con người không dối gạt ai hết. Còn mình dạy thuyết pháp hoài mà không có ai tin là gì? Mình chưa đủ tự tin và mày mình hay xí gạt chúng sinh. Em để ý điều này, phải không nè? Tại cái đức tánh đầu tiên mà Đức Phật có mà chúng ta không có là sự chân thật. Thì trong kinh Duy Ma Cật cũng vậy. Người ta hỏi ngài Duy Ma Cật, ông từ đâu tới? Thì ngài đáp là tôi từ đạo tràng tới. Hỏi đạo tràng ở đâu? Ngài nói trực tâm là đạo tràng, chân tâm là đạo tràng. Nơi nào tâm tôi thanh tịnh, nơi nào tâm tôi chân thật, nơi đó là đạo tràng. Thì đây Đức Phật cũng dạy chúng ta vậy. Khi tâm tham con biết là tham, khi tâm sân con biết là sân. Không cần giấu giếm những cái tâm đó, chúng ta giấu cũng không được, phải không nè? Tại vì ai sao tôi vậy, người ta có cái gì tôi có cái ấy. Nhưng mà tôi nhận rõ nó là tham thì nó không phải là oan gia của tôi. Thì tổ lâm tế của thiền tâm cũng chỉ mình này, niệm khởi đừng tiếp tục, hay là đừng không sợ tâm sân khởi, chỉ sợ cái giác chậm thôi. Tâm chúng ta như thế nào chúng ta biết nó như thế đó là khởi đầu của tôi. Em hiểu chứ? Là nó nhận rõ cái tâm của mình trước. Rồi bây giờ khi mà chúng ta muốn lợi tha đó, thì cô nhận thấy có một cái vị mà Phật khen là thuyết pháp đệ nhất. Rất tiếc là mình không có một cái nguồn băng nào của ngài để lại hết.
không có cái đĩa nào mình thấy để coi ngài thuyết cái gì. Thì thuyết những vị tăng, thánh tăng ngày xưa cũng tứ đế 12 nhân duyên, nhưng mà khi thuyết thì ngài chỉ có một bài kinh duy nhất thôi, là ngài Phú Lâu Na xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na để thuyết giảng. Phật mới dân xứ đó hung dữ lắm, chư tăng thường thường không dám đến nơi đó vì họ thường chửi bới, họ đón tiếp chư tăng bằng những cái âm thanh mà cuồng nộ kinh khủng nhất. Nếu con đến đó họ chửi bới mắng con như vậy thì con tính sao? Thì ngài Phú Lâu Na nói: bạch Thế Tôn, con thấy họ vẫn còn có khả năng giáo hóa được vì họ chưa ném đá con, tức là chửi cũng còn nhẹ, chưa chọi á, chọi bằng đá. Thì hỏi giả sử họ chọi con bằng đá, ném đá con tính sao? Thì ngài nói: dạ con thấy họ vẫn còn có khả năng sửa đổi được, tại vì họ chưa rượt chém con bằng dao. Và nói: giả sử họ chém con bằng dao con tính sao? Nói: dạ cũng còn được, còn khả năng giáo hóa được vì họ chưa có giết con. Và nói: rủi họ giết con tính sao? Thì ngài nói: bạch Thế Tôn, khi chúng con đã sạch hết lậu hoặc thì cái đời sống thế gian này đối với chúng con là không cần thiết nữa. Người ta sống vì ngũ dục, mà bây giờ đối với chúng con ngũ dục không còn cần thiết. Cho nên nếu mà họ giết con thì con nghĩ họ đã giúp con một cơ hội để nhập niết bàn sớm, bỏ cái thân này trở lại trần gian. Thì Phật nói: đúng rồi, ông đủ sức đi đến xứ đó để giáo hóa. Và ngày đến đó ngày lập 500 đạo tràng, độ rất nhiều người chứng quả, và được gọi là thuyết pháp đệ nhất. Tức là đi đâu cũng dùng được cái mặt tích cực của chúng sinh. Còn mình cứ dồn cái xấu của người ta làm sao mà mình sống nổi? Em có để ý không? Giả sử như mình than, thấy cô gặp có những người Phật tử than, thử thấy người ta tu cả vợ cả chồng bắt ham, mình có mình đi chùa tu mà ông chồng không chịu đi tu, ổng không chịu đi tu, bạch Thế Tôn nhưng mà ổng cho con đi tu là ổng cũng thuộc về hội hiền thiện. Ổng không đi niệm Phật, đi nghe kinh nhưng mà ổng chịu chở con đến chùa là ổng cũng còn hiền. Ổng cho mình gõ mõ tụng kinh lóc cóc trong nhà là ổng cũng còn hiền. Mà giả sử ổng nhậu đi mà ổng không đánh bài, ổng cũng còn hiền. Mà ổng nhậu và ổng đánh bài, ổng chưa mà hút sách cũng còn hiền. Đúng nè. Mà giả sử ổng tứ đổ tường có đủ hết mà ổng còn sống để đi ra đi vô coi nhà ngó cửa mình thì cũng còn khá lắm. Mà giả sử ổng cùng hung cực ác thì tại sao nay quanh đâu không bấm để hốt không cho rồi, rồi còn ngồi đó rên rỉ bắt đền Đức Phật, cái gì rõ điều này chứ. Như vậy thì nhìn cái mặt tích cực của con người chúng ta hạnh phúc hơn là dồn cái mặt xấu hơn, tại vì cái đó là cái phóng ảnh của mình. Giờ cô đê thí dụ nha, như thầy gì mất rồi, từ trí ha, thầy tốt hay xấu? Ủa, ổng chết rồi mình mới tốt à? Chứ không ổng xấu, ổng còn sống hình như mình cũng còn gào ràng. Để ý coi, một cái gì của mình, cái xe của quý vị đương đi, mình thấy sao nó còn thua xe hàng số, phải không nào? Nhưng mà khi nó mất rồi, mình nói, coi cũng được. Như vậy thì, mỗi người có một cái bóng, mình thương ai là mình thương cái bóng của mình về người đó, là thật chất là con người đó. Cái nàng Kiều á, khi đi hội mà Thanh Minh á, gặp cái cô ông Kim Trọng rồi về mới than thở là: người ơi, gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thì cái bóng của ông Kim Trọng, con tâm trong tâm của ổng, của cổ đó, thật Kim Trọng hay là một cái tưởng tượng của cổ về Kim Trọng? Mình yêu ai là mình yêu một cái bóng mình về người đó, hay là thật con người đó? Quý vị để ý coi, mình ghét ai là mình ghét một cái hình bóng mình lưu lại trong tâm, gọi là pháp trần. Mình có năm căn nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không nè? Đối với năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn tâm là đối với pháp trần, pháp là bóng của năm trần còn lưu lại trong tâm. Như cô nói vậy, thầy đã mất là thầy từ trí. Thì mỗi người có một cái bóng về thầy nè, cái bóng nó chưa thật là thầy. Cho nên chỗ này trong kinh tế mới dùng cái câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nếu cái bóng đó là Phật thì cũng là một ảo ảnh, cái bóng đó là ma thì cũng là một ảo ảnh. Cho nên cái người mà tu theo cái lối này thì nếu là vọng thì ông Phật cũng vọng mà ông ma cũng vọng tưởng. Và nếu là chân thì ông Phật cũng là chân mà ông ma cũng là chân. Đó là những cái bóng của
tiền trần còn lưu lại trong tâm của mình. Các em hiểu chứ? Rồi từ đây các em đọc vô trong nhà thiền, em mới hiểu được những cái chuyện trong nhà thiền. Một cái ông thiền sinh đó, ông đi qua đò, thì lên đò thì cô lấy đò đòi người một đồng tiền, riêng ông thầy hai đồng. Một đồng là tiền công, một đồng nữa là nãy giờ tôi thấy thầy liếc tôi hơi nhiều. Thì ông thầy ông thấy đâu cái coi với cổ mắt công, người ta dòm cho nên ông trả phước hai đồng. Đến khi mà đi hai đồng rồi bận về á, thì cổ đòi bốn đồng. Thì ông tức, ông nói tôi không có dòm cô ạ. Tôi biết, tôi rút kinh nghiệm hồi nãy rồi, kỳ này tôi không có dòm. Thì cô giáo đò mới nói thế này nè, thầy không dòm bằng mắt mà thầy dòm bằng tâm. Cái dòm bằng tâm nó nguy hiểm lắm thầy. Tức là mình cõng cái bóng người đó về trong tâm của mình. Mình thương ai, mình ghét ai là mình chống cái ông thầy đó đó. Mình cõng cái cô lấy đò. Hồi sớm mơ thì dòm thấy cô dễ coi, có duyên nên thầy lấy liếc dòm. Cô đòi hai đồng. Mà bận về nổi sùng cổ, không thèm dòm. Nhưng mà cõng một cái bóng trong tâm. Cái bóng này tới bốn bạc lên. Quý vị có thấy không? Như vậy thì khi mình tô, mình chăn trâu mà mình thấy trâu của người khác, có nghĩa là mình cõng hơn nhiều rồi. Đó là cái bóng tiền trần bên ngoài. Cho nên người này phải áp dụng là phùng Phật, sát Phật, phùng ma, sát ma. Buông cái bóng của Phật cũng buông, thì cái bóng của mấy cái người mà bây giờ bá giáo bên ngoài buông luôn. Còn nếu mà nhận thì giữ một câu niệm Phật mà giữ. Còn không chịu giữ mà giữ làm chi, mà bóng lạc xóm ở trong đó giữ vậy. Nên hồi đó Hòa Thượng Vũ Huệ ngày có kể với mấy cô nghe một câu chuyện. Ngày nay hồi đó là chúng tăng làm ruộng mệt quá, thành ra than có thời gian tu. Cái thầy mới cho mấy thầy, mỗi thầy thay phiên nhau nhập thất một tháng. Tới hồi nhập thất thời gian xong rồi, thầy biểu vô trong thất trình cho thầy, trong thời gian vừa qua đó tụi con nhập thất tụi con thấy thế nào. Và cuối cùng rồi thầy mới nói là mấy thầy làm ruộng thì than là không có thời gian tu. Tôi cho ở không tu thì mấy thầy cõng cả cái chợ vô trong nói chuyện mà. Các em có để ý không? Chúng ta cùng ngủ một phòng nhưng mỗi người một giấc chiêm bao. Cùng ngồi một phòng nhưng mà mỗi người duyên theo một kiểu. Ngồi đây nhưng mà nhớ cháu nội, cháu ngoại, có khi cổng cả Việt Nam qua đây luôn. Như vậy thì đó là những cái bóng trong tâm. Cái bóng này tốt hay xấu thì do mình mà thôi. Cho nên người tu á phải hiểu rõ tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh, như bọt cũng như bóng. Phải làm như cái quán như vậy. Đây là yếu chỉ của bộ kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang á, hỏi là khi con phát tâm tu vô thượng bồ đề, nhưng mà cái tâm con nó lộn xộn quá, nó lung tung quá, làm sao để con hàng phục cái tâm này? Thì Phật nói là con giúp cho tất cả chúng sinh trên thế gian này được cái điều con mơ ước đi, thì tâm con sẽ an. Thì hồi học cái này cô khóc, cô thắc mắc lắm. Cái thân mình lo chưa xong, mắc cái gì phải độ hết trơn chúng sinh. Em thấy ý không? Nhưng bây giờ cô hỏi nè, ví dụ hồi nhỏ xíu á, mình ham ăn. Ở đây thì chắc nít nó không có ham ăn, thì độ làm nhiều lắm. Nhưng cô hồi xưa đó, nhà có 5 chị em, má cô nấu 5 chén chè. Cô đi học về trước, cô hút mấy chén kia trước, cái chén của cô cho cô để ăn sau. Ham ăn là cô bị đòn. Má cô trút cái chén của cô, còn chó ăn. Ăn ở kiểu này có chó mà ưa, cô bị phạt. Là gì? Ham ăn. Em thấy không nè? Con nít ham ăn thì bị đòn. Lớn lên tham tài, tham sắc thì bị chửi. Tới hồi tham tu ai cũng khen hết. Cái đối tượng của lòng tham mình nó có thể chuyển từ một cái chén chè qua một cái gia tài, một cái xe hơi, một cái nhà chẳng hạn, đến một cái quả vô thượng niết bàn. Cái nào mình cũng đòi số một hết, cũng đòi giật trước hết. Nhưng mà lòng tham là cái còn đó. Cho nên muốn trị cái tâm tham này thì phải phát Bồ Đề Tâm. Em hiểu chưa? Bồ Đề Tâm, cái tâm rộng một chút xíu. Thì tâm này nè, Triệu Châu ngày dạy bà già đó. Bà già bà nói là con mang cái thân nữ này đủ thứ rắc rối hết, thì đã xin thầy chỉ con cái cách nào tu để chuyển nữ thành nam. Tại vị trí của người đàn ông ở Đông Phương, cũng xã hội xưa cũng như xã hội nay, luôn luôn là số 1. Ba má cưng trai hơn, xã hội ưu tiên trai hơn rồi chẳng hạn.
cùng là hai bằng cấp đó, đúng không nè, cùng là hai cái năng lực đó, nhưng người ta chọn ông Obama chứ không chọn bà Hillary chẳng hạn, vẫn có sự kỳ thị. Thì bà già này bà nói là làm sao cho con thoát được cái thân nữ này. Thì ngài Triệu Châu nói bà lên điện Phật đi, tôi nói trước bà nói sao. Nguyện sao cho tất cả chúng sinh đều được thân tướng đoan chánh như cõi trời Phạm Thiên. Đó là một cõi mà những vị trời nam tử rất là đẹp đẽ, rất là quyền năng, trời Phạm Thiên. Riêng cái thân tiện tỳ này xin nguyện trầm luân vĩnh kiếp nơi địa ngục. Thì bà nói hình như hòa thượng nghe lộn rồi, con mong là con chuyển nữ duy nam, còn chúng sinh cậy tía nó mắc cái gì con phải nguyện cho nó, mà nguyện thân con trầm luân vĩnh kiếp nơi địa ngục. Thành ra chúng ta đó, khi mà còn nhỏ, chè cũng hút trước của người ta rồi mới ăn cái chén của mình, tức là ham ăn. Lớn lên chia gia tài cũng dành cái phần lớn hơn của em út mình. Tới hồi tu cũng muốn kiếm cái niết bàn mình hưởng chứ, cho chúng sinh nói lại mình cho nghe cho nó đã. Tâm tham vẫn còn đó. Cho nên bây giờ phát tâm vô thượng Bồ Đề là như thế nào? Giúp cho chúng sinh được cái phần, cái gì mình mơ ước đi, để hàng phục cái tâm tham đó. Thì bây giờ câu hỏi nè, tại sao cái sao ngày xưa người ta trọng người đàn ông? Vì khi cần chinh chiến người đàn ông sẽ ra, khi cần làm sâu thuế người đàn ông sẽ đi. Cái người mà gánh nặng báo hiếu cha mẹ đó là người đàn ông, là cái nơi để mà che chở cho vợ con cũng là người đàn ông, phải không nè? Vì đó cho nên mới ưu tiên vị trí của họ, chứ không phải người đàn ông là cái người mà sinh ra ba má hầu, lớn lên vợ hầu, sau này con mua rượu nướng khô cho nhậu. Mấy ông nói thôi đi câu sáu vô rầu đi, sinh ra chỉ để hưởng thụ thôi. Thành ra một người phát tâm vô thượng Bồ Đề là cái người địa ngục gì không thì thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, người đó mới là người vị Bồ Tát chứ, phải không? Một người đàn ông bình thường còn là rường cột của đất nước, là chỗ nhờ của quốc gia, chỗ che chở cho vợ con, là nơi mà cha mẹ nương tựa cho già yếu, huống chi một người vị Bồ Tát thì vị này phải đại lao cho chúng sinh. Em rõ điều này không? Thành ra vị này xin mở một cái tâm rộng một chút, phát một cái tâm mà đại lao cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh được tất cả vô thượng Bồ Đề. Nguyện tất những đem công đức này hồi hướng cho con và tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, chứ không cầu riêng cho mình. Nhưng mà bây giờ làm sao hàng phục cái tâm này? Thì Phật dạy cái bài cuối của Kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, phải quán như vậy mới sống nổi trên thế gian này, ưng tác như thị quán. Thì bây giờ chúng ta đang ngồi đây là 30 người, cái này là không này, còn duyên tạm có. Nhưng tới 5 giờ không còn ai hết. Nhưng mà nếu 5 giờ mà ở đây mà giả sử một sư cô nào thấy là những hình bóng mà ta còn ở đây là sư cô đó, mở mắt chim bao. Cái biết nhắm mắt chim bao gì? Mình nhắm mắt gì mình nằm mơ. Nhưng mà mở mắt chim bao có nghĩa là chúng ta đem những cái bóng trong tâm mình chúng ta cho là thật. Cho nên cái gì còn duyên thì cái đó là đang có, mà hết duyên nó hoặc không. Người đó đến và họ đi rồi, những cái bóng chúng ta lưu lại, mình với người đó là một hay hai. Mình yêu ai là yêu một cái bóng còn lại lưu trong tâm mình, đích thực là con người đó. Các em để ý không? Thì những cái bóng còn lại trong tâm, cái đó là bọt, là bóng, thì quán như vậy thì hết. Chứ giờ những cái tưởng tượng của mình về người đó, xong rồi bắt phone lên mình chửi họ hả? Hay mình bắt phone lên mình tỏ tình là lộn địa chỉ rồi. Các em có để ý không? Thành ra ở đây muốn giết người trong mộng, muốn tỏ tình với người trong mộng, thì phải coi mình với họ là một hay hai. Mình là ai và những cái bóng đó là một hay hai. Trong kinh mà trong Pháp Cú có cái chuyện ông Tăng Hậu Cháo á. Tăng Hậu Cháo là cái ông hình như mất 6-7 tuổi à. Mẹ mất sớm rồi đi theo cậu, là một chú tiểu trong chùa. Thì bổn phận chú tiểu còn nhỏ quá, thì khi người thầy ngồi thiền thì ông đứng ông quạt. Thì bữa đó Tăng Hộ mới ra đường và được người ta cúng cho một cái bộ y mới, thì ông mừng lắm, ông mới nhảy tưng tưng ông về. Tại vì thương cậu mình cho nên ông mới nói là thưa cậu, bữa nay con được người ta cho bộ áo mới, con tặng cho cậu này. Thì ông nghĩ ông cậu của mình mà nhận được bộ áo này chắc ông cũng nhảy tưng tưng giống mình. Mà cái này ông làm thinh, ông nói ta đủ rồi,
em dẹp đi, ta không cần. Thì tăng họ mới buồn tình, nói là cháu mình có hai cậu cháu mà ông không thương mình. Mình tặng ông không mừng mà ông đủ rồi. Cho nên khi mà ngồi quạt cho thầy ngồi thiền, thì tăng họ mới nghĩ, thôi thì cậu mình không thương, mình hoàn tục cho rồi. Nhưng mà bây giờ đâu có má đâu mà về, hoàn tục lấy gì sống đây. Ông nghĩ ha, là mình đem cái bộ y mới này mình bán. Mình bán xong mình mua con dê, mình nuôi cái tới hồi mà dê nó đẻ một bầy ra, cái mình cất nhà, mình cưới vợ. Cái lúc mà có đứa con đầu lòng á, mình ẵm con mình đi tới thăm quy y với cậu mình, dẫn theo mụ vợ nữa, đi đường hai vợ chồng mới dành nhau ẵm tứ bé. Và mụ vợ mình là cái bà lắm điều, mình nói là ẵm không nên thân, đưa cho mình ẵm mà bả cứ dành hoài, thành nhỏ té dưới đất không dạy không được. Cho nên ổng đỡ cán quạt, ổng gõ bà vợ một cái. Thì khi đó ổng mới nghe ông thầy nói là con ơi, con gõ không trúng đầu của mụ vợ mà trúng cái đầu trọc của ta đây. Thì tăng hồn giật mình, mới thấy là mình là một chú tiểu còn 6 tuổi. Cho nên là nãy giờ ổng đứng ổng tính thôi, mà mình đang trở cán quạt mình gõ trúng cái đầu ông thầy. Thế tăng hồn quảng chạy, thì mấy chú điệu chung quanh mới súng chạy theo. Thì rần rần buổi trưa Phật mới hỏi, gồm hết cái nhóm mà khu Osayi đi vô hỏi, tại sao trưa tụi con không ngồi quạt quý thầy hoặc là nghỉ ngơi mà con chạy rần rần. Thì mấy chú tiểu nói dạ tăng hộ chạy, thành ra tụi con chạy theo. Phật mới hỏi tăng hộ tại sao con chạy. Tăng hộ mới kể đầu đuôi câu chuyện, từ cái lúc mà cậu không chịu nhận cái y cho đến lúc mà ổng cưới vợ đẻ con rồi quánh bà vợ. Tới ông tưởng tượng thôi. Thì Phật mới dạy bài thế này: tâm phàm phu thường đi rất xa, vô hình vô dạng. Nó đi giống như cái tâm con á, nó đi từ 6 tuổi mà tới cưới vợ đẻ con, tới quánh mụ vợ. Thì bây giờ mình tu mình phải kéo cái tâm về, thân ở đâu thì tâm ở đó, phải không nè? Không biết mình có giống ông tăng hộ ha. Rõ ràng mở mắt chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Ngồi niệm Phật nhưng mà rủ cả làng xóm vô, mình nói với chuyện với người này, nói chuyện với người kia, thì quán làm sao những cái bóng nó không thật. Thì không thiệt chứ còn gì phải quán, không để ý ta. Như vậy thì ngày lo những chuyện đêm mơ lại chuyện ngày tơ tưởng hoài, nghìn xưa cho đến ngày nay, chưa từng tỉnh được một giây phút nào. Đó là lời bài kệ một thiền sư: sống say mà chết mộng. Chăn trâu thì sao mà lát thấy lỗi ta không à. Là bắt đầu chúng ta tâm phóng ra ngoài, thì cứ quay lại thôi. Dùng công niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật còn lại. Còn bên nhà thiền thì một tâm tán loạn vừa khởi trong tôi. Chứ đừng có nghĩ nghĩ riết lát lát bắt cell phone lên gây lộn với cái người mình vừa nghĩ trong bụng. Có sai địa chỉ rồi, em hiểu không ạ? Thành ra thương, Lục Tổ Huệ Năng thì dạy cách tu rất dễ: thương ghét đừng để lòng. Những gì mà chúng ta lưu luyến, những gì mà chúng ta bực bội, những cái đừng giữ trong lòng. Trường thân lưỡng cứ hòa, thì tha hồ nằm duỗi chân nghỉ, không cần dụng công. Mà thương ghét còn lẫy lừng thì phải quán ưng tác như thì bạn phải coi những cái hình bóng mà chúng ta đương nghĩ về người về vật đó có thật ở đây không. Người đó đâu có ở đây mà tự nhiên mình mang tới đây. Wow. Nên ông thiền sinh mà cõng cô gái qua qua bờ sông, ta đặt xuống rồi, ông không cõng thì cõng về tới tu viện còn mấy. Mình là thiền sinh chắc cõng một cô gái đẹp như vậy, cõng còn biết đẹp xấu nữa. Ông này chẳng những trả 4 quan tiền mà phải 40 quan tiền mới đúng. Em mới đi, người ta cõng bằng thân, người ta bỏ xuống rồi thì mình lại cõng bằng tâm. Cống rất nặng. Và nó tô là chăn trâu, là chăn con trâu của mình. Và mình là ai, và những cái bóng trong tâm mình là ai, nó là ảo mộng mà. Cái gì nữa chứ. Cho nên những giai đoạn này ai cũng phải trải qua. Muốn hạnh phúc thì tâm chăn cái tâm của mình cho nó định, thì buông. Buông không được thì mới nhìn cho tận mặt, mình là mình thương ai, mình là ai, và cái người mình thương là ai, mình là ai, cái người mình ghét là ai. Thế đó là cái cách nhà thiền. Hoặc là các ngài dùng một cái công án, và là nếu tâm niệm Phật
Tịnh độ thì dùng một con Nam Mô A Di Đà Phật để cột cái tâm mình trở lại. Có phải tự hiểu chứ? Nhớ cái chuyện ông già niệm Phật mướn không? Ông già của ngài Bạch Ẩn Quỳ Hạt đó. Tức là ông lớn tuổi rồi, hơn 70, mà con cái khuyên tu thì ông nói tu có té tiền không? Ông nói với đứa con: ba nuôi con là nhờ cái tiệm tạp hóa này, chứ không phải nhờ cái pháp môn tu. Tu cái nào mà nó té tiền ra, té gạo ra thì hãy tu. Thành ra đứa con nó dính thưa nó nói: ba con là coi như là không thể nào mà khuyên ông tu được, có cách nào hòa thượng giúp giùm. Thì hòa thượng Bạch Ẩn Quỳ Hạt là cái vị mà cái cô gái đến mà đổ oan là làm cho cổ mang bầu, ngài chỉ nói chỉ thế à đó, là cái một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng của Nhật. Thì ông mới nói là: con về con nói với ba con có cách tu té tiền, là hòa thượng bận quá không có niệm Phật được, cho nên người nào mà niệm Phật dùm á, cứ 10-1 qua sau niệm Phật 108 thì miệng niệm tay nghe rõ ràng, thì ông trả cho một quan tiền. Thì ông cũng nhận cái điều đó, nhận cái hợp đồng đó, tức là ông niệm Phật ông lấy tiền, còn hòa thượng lấy công đức. Thì ông niệm Nam Mô A Di Phật Đà Phật, ông làm một hộp Nam Mô A Di Đà Phật, ông làm một hộp. Giờ để khuyến mãi thì 12 sau ông ăn có 10 quan tiền, cho thầy 2 quan. Thì sau khi niệm Phật một thời gian như vậy thì ông thầy là lâm vào cũng túng bẩn, phải cầm hết ruộng đất. Mà ông già này thì ông treo tiền rỗng rẽn ra tước ra sao. Ban ngày ông, ban đầu ông niệm ban ngày, sao mà niệm thấy được quá, ông niệm luôn ban đêm luôn. Ông giao cái tiệm tạp hóa cho con coi, để ông chí tâm niệm Phật mà kiếm tiền. Thì người con mới nói là: thôi Bạch Hòa Thượng, ba con càng niệm càng hăng lên. Bữa nay là ngoài hai thời ăn uống thôi, ngoài ra là ông nhất tâm niệm Phật rồi. Con nhắm ăn kiểu này chắc Hòa Thượng tán gia bài sản, con ngưng là nhiêu đây đủ gieo duyên cho ông rồi. Hòa Thượng nói: thôi cái này là cái hợp đồng làm ăn đàng hoàng, con đừng can dự vô. Và niệm cho đến một thời gian sau thì người con nói là mấy bữa nay ba con buông chuỗi rồi, ông không có niệm nữa, nhưng mà ông vẫn ăn uống cũng nhẹ nhàng khinh an. Thì hòa thượng mới đến nhà, thì ông mới nói: con sống trên đời này 70 năm, tâm con lúc nào cũng rối loạn, không nhớ về quá khứ đi bực mình thì cũng lo, nghĩ về tương lai lo lắng. Thì bây giờ khoảng tuần nay tự nhiên tâm con nó an được, con mới hiểu tại sao nhà chùa hay ghi câu: không gì hạnh phúc bằng sự yên tĩnh của tâm. Thành ra đối với con bây giờ nó không cần đến tiền bạc nữa. Thôi tiền thầy trả lời thầy, thầy mướn ai mà niệm thì niệm, cho con hợp đồng tới đây chấm dứt rồi. Thì hòa thượng mới nói là: cha con đã đạt vào một cái gọi là niệm Phật tam muội, cái định gọi là niệm Phật. Ta tu mướn mà ta còn được như vậy, mình tu mướn mà mình đi chăn trâu dùng ta là đứt chuỗi hết á. Em hiểu chứ? Thành ra là phần, nếu mình là lực lượng lớn, chỉ cần biết một tâm tham vừa khởi, một tâm sân vừa khởi, và chúng ta buông, thì người này thuộc kỳ hạng mà thượng căn rồi. Còn bây giờ cái tâm mình muốn buông nhưng mà cứ dính toàn tan, thì xin dùng một cái dự dược Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là dùng một cái hơi thở để cột cái tâm mình. Và tâm cột, chế tâm nhất xứ vô sự bất bệnh, chế tâm vào một chỗ, tâm mà định thì đó là sự bình tĩnh. Bình tĩnh rồi thì trí tuệ phát sinh. Được rồi đó ha. Cô trả lời chữ này. Cô cũng ngồi tu y chang nghe hả? Cô mà không cột nữa, cô cũng chạy cùng hết ta, nó chạy tới Việt Nam luôn á. Các em hiểu chưa? Xích cô trả lời tới đây thôi. Tức là làm sao để dùng công tu đoạt nhân bất đoạt cảnh, chỉ lo mình thôi, còn bên ngoài không sao hết. Cái thế giới này 7 tỷ người, có mở chợ cũng râm, không mở chợ cũng không vắng người. Mình không lo, không bận tâm, không chăm dùm ta, ta cũng sống khỏe nè. Em để ý ra chính cái tâm mình dính mắc cho nên mình khó tu. Mình lo hàng phục tâm mình đi, thì tâm mình bình thì thế giới này sẽ yên bình đi. Thôi hết nha. Còn câu nào nữa không? À, mời bác.
Vì này hỏi là một cái câu chuyện kết quả mà cô viết trong cuốn Hư Hư Lục phải không? Cái câu chuyện đó là có anh chàng lính, đây là chuyện ở đấu trường La Mã hồi xưa cô đọc. Cái ông hoàng đế La Mã ông hung dữ lắm, ông có cô công chúa rất đẹp. Vậy cái anh lính của ông là lính Ngự Lâm Môn đó, lại yêu cô công chúa này, thì mối tình này lọt đến tai của ông hoàng đế. Ông mới là đưa ra một cái cách xử là cho anh chàng này á đứng trước đấu trường trước bao nhiêu người và mở hai cánh cửa. Một cánh cửa đó là chứa con sư tử đói, mở nhậm này là nó nhào ra nó ăn thịt anh liền. Một cánh cửa nữa là mở ra có cái cô hoa hậu của thành La Mã đó. Nếu mở được cánh cửa này thì cuộc hôn nhân sẽ được tổ chức và anh chàng lính này sẽ được cưới cô hoa hậu đó. Thì trong lúc đứng giữa hai cánh cửa có nghĩa là tài xỉu quá ha, một là chết hai là sống, một là quy hoàng hai là điêu tàn. Thì anh chàng hoang mang mà không biết cái hạnh phúc nó nằm ở đâu, hai căn phòng giống nhau như đúc à. Thì thấy cô công chúa mà anh ta thương đó đưa tay chỉ một cánh cửa, thì nhiều thế hệ nhiều thế kỷ đã trôi qua nhưng mà người ta không đồng ý nhau về đoạn kết của câu chuyện. Mấy câu đó không à? Yeah. Thế bây giờ anh lính nhìn lên cô công chúa chỉ một trong hai cánh cửa, vậy kết cục ra sao? Ta đã nói là cái câu chuyện này nó không có kết cục. Nếu cô này thọ Bồ Tát giới rồi á, mà tâm cổ nhân từ, cổ là một Phật tử á, cổ sẽ chỉ cái cô cánh cửa mà hoa hậu thành La Mã để cho người yêu của mình được kết hôn. Nhưng mà nếu cổ là một người bình thường thì cái lòng ghen của cổ á, phải không nè, cổ sẽ mở hầm ác xích cho anh này nhào xuống á. Cái lòng ghen tị con người, cô thấy mấy cái tờ báo đó, không cưới được là giết chết à. Thật ra nhiều thế kỷ đã trôi qua người ta không đồng ý nhau về đoạn kết của câu chuyện, vì đoạn kết câu chuyện nằm nơi tâm của mỗi người. Các em có đến không, có bao giờ mình yêu thương, mình tùy hỷ với cái chuyện tốt của người khác không? Một cô hoa hậu mà vừa đắc cử, ba má cổ mừng, nhưng mà có hàng triệu người moi từng một ghẻ cổ ra để chê. Các em có để không? Cái tâm ganh tị của mình, chúng ta không chấp nhận một người nào hơn mình hết, đúng không nào? Để ý coi, thành ra cô này là chưa chắc cái lòng ghen tuông cổ đã cho anh chàng này sống. Thà chết trong bụng con sư tử còn hơn là cưới cái cô hoa hậu thành La Mã. Cô đó không phải cô lạ là cô công chúa. Thành ra cái này, nếu cô này là một vị Bồ Tát thứ thiệt thì anh chàng này sẽ được cưới cô hoa hậu. Mà nếu là một chúng sinh bình thường thì cổ cũng giữ không thua con sư tử Hà Đông đó đâu. Cho nên cái mấu chốt cái câu chuyện này là nó nằm ở tâm của con người. Các em có để ý đó, có bao giờ mình tùy hỷ công đức với người khác không? Trong Kinh Pháp Hoa có nói đó, một người tụng Kinh Pháp Hoa, một người nói Kinh Pháp Hoa mà mình tùy hỷ truyền nhau đến người thứ 50 công đức hai người giống nhau. Tùy hỷ công đức là nó, hoặc là cái người đó họ làm một việc thiện, như ông Bill Gates ông bỏ ra 1 triệu đô la đi, mà mình tùy hỷ công đức, mình khen ngợi là phước đức mình cũng bằng 1 triệu đô la. Nhưng mà có bao giờ mình tùy hỷ không? Có không? Công đức dễ quá mà, mình cứ lựa người nào đẹp đó, mình tùy hỷ, mình khen người đó, mình cũng được đẹp. Người nào giàu làm chuyện tốt, mình khen mình cũng được. Nhưng mà trong lòng chúng ta chưa được điều đó. Cái chữ tật đố nó có bụt thập bên. Cái lòng ganh tị chúng ta nó nặng trĩu, mình chịu không nổi khi người ta khen người khác. Cái này từ nhỏ mình đã có rồi, các em nhớ không? Cô nhớ hồi mà má cô sanh đứa em cô đó, cô ngủ nửa đêm không thấy mẹ con bên. Thì cô đi vô trong buồng thì thấy là có em, mẹ cô sanh em rồi. Thì cô đứng cô khóc. Thì mẹ cô mới nói à, mai mốt ha, em lớn chị ba tới nhà ha, là
em trai nó sẽ mua hủ tiếu, mua bánh bao cho chị ba ăn nha. Thì con nghe con cũng thích thích. Bà chị hai con đứng giá cho thằng nhỏ một vạt tay. Tại sao mày không mua cho tao? Thì ngay từ nhỏ lòng ganh tị chúng ta đã có rồi. Các em có đi không? Rồi lớn lên là cô ghét cái thằng em trai cô nhất. Cô kiếm chuyện cô quánh nó hoài. Mà nửa đêm mà cô thức dậy là cô dẹp nó ra. Đẩy nó ra xa, cô chui vô chính giữa. Ganh tị từ nhỏ. Rồi lớn lên. Nhưng mà do lớn lên mình lấy mình để lộ lòng ganh tị ra, người ta sẽ chê cho nên mình giấu đi. Nhưng mà lòng ganh tị bao giờ vẫn có. Chứ tật phú não, tật tật có nghĩa là ganh tị, tị hiềm. Cho nên cái này ai cũng có hết. Thì câu chuyện này khó trả lời. Nhiều thế kỷ trôi qua mà ta không có đồng ý. Cô này là Bồ Tát thứ thiệt thì được, còn Bồ Tát giả chưa được. Em nhớ là Lục Tổ Huệ Năng được truyền y bát, 300 người bạn đồng tu rượt theo phóng hỏa cho chết rồi vì nhục. Hồi xưa con không tin cái này. Cô thấy người ta tu kiến, người ta không dám giết mà. Nhưng mà sống vài chục năm đi thì mình sẽ thấy hình như là có chứ không có. Tổ Bồ Đề Đạt Nam Ma qua bên Tàu bị thuốc độc biết bao nhiêu lần. Tổ Huệ Khả Nhị Tổ là năm 105 tuổi bị đánh chết, mà đánh chết do một người đồng đạo cáo oan. Tại vì ngày thuyết pháp thì cái thời thuyết pháp của ngài nhiều người cứ nghe quá, cho nên mấy ông mà pháp sư thời đó, giảng sư đó đi cáo với quan ngài truyền tà đạo và bị đánh chết năm 105 tuổi. Thì ngay Đức Phật mình cũng bị ngài Đề Bà Đạt Đa ganh tị đó, mà thả voi sai nè rồi lăn đá chết. Thì nói gì cái chuyện bà công chúa này. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta tìm được cái mầm ganh tị nó nằm ở trong tâm của mình. Có chứ không phải là không. Phải không? Còn bản ngã là còn đầy đủ hết. Nên khi mà học thì tâm lý học Phật giáo thì có học là phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến là căn bản. Rồi cái phú tức là che lấp, tật là ganh tị, não là cái phiền muộn nhẹ, nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ mà không ai thấy, chỉ mình nhận thấy. Sang là sự bỏng sẻn, cuốn là sự dối trá. Những cái đó ai cũng có hết. Và người mà đi muốn điều tâm phải nhìn cho rõ những cái trạng thái đó của tâm mình, chứ đừng lấp liếm nó. Thì cái câu này không, mỗi người tự trả lời.